pizza đặc biệt đó các bạn ơi. Mà mình thường nó là pizza không có quả rồi thịt nữa. Mà ngày hôm nay mình đã là pizza đặc biệt là chi và sô-cô-la. Bốn loại pizza bao của mình đang mua. Đây là sô-cô-la, đây là chi, và đây là gì đây? Chi. Đây là đủ loại. Đủ loại, đúng rồi, cái này là xúc xích nha các bạn. Nấm nè, đó, ớt. Ớt này không phải ớt chay nha các bạn, là ớt ngọt. Nặng chi nè. Còn cách là gì? Còn cách chốt thì dưới đây. Còn này là gì đây? Bacon. Bacon. Mình rất thích ăn bacon luôn đó các bạn. Thịt heo. Heo. Còn bánh là sẽ ở đây để mình ăn nè, đó. Nó hơi cắt chốt thì là ở dưới đây là sô-cô-la. Sô-cô-la thì nó không có cắt chốt. Sô-cô-la trắng là sô-cô-la đen nè. Sô-cô-la trắng, đen nè. Rồi đổ. Chưa bao giờ ăn thử phải không? Chưa bao giờ luôn các bạn ơi. Mày ăn thử pizza sô-cô-la. Đã chưa? Thôi mình giờ mình đút lò nha. Mình bỏ vô lò để mình nướng. Khi nào nó xong thì mình... Tới 10 phút nó đói bụng quá. Ờ đâu sao? Phải đợi thôi. Đúng, không sao đâu. Nè, mình sẽ bỏ đi ra trống. Mà nướng xong rồi á, cái mà mình bỏ đi ra nha ngoài. Quay tới đâu mình được ăn đúng đến đó. Mà mình quay cho tới số màu đỏ. Màu đỏ là xem mình sẽ không được ăn đâu. Thì cái là đếm nè. Màu đếm nè. Màu xanh, xanh, lốc xanh. Và cam thì nó được ăn thôi. Còn màu đỏ đâu được ăn đâu các bạn ơi. Màu đỏ không được ăn. Màu đỏ không được ăn hả? Không. Sao vậy? Có là gì? Nó được quay màu đỏ hả? Ừ. Quay màu đỏ là không ăn cái gì? Quay không cho... được ăn rồi thì anh sang ngồi đi nhìn nè. Thì người đó nhìn con quay ra đứa đầu. Đó, nó màu đỏ. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chờ pizza nha các bạn. Mình chỉ ơi, chờ pizza tới lâu không vậy? Chờ pizza lâu lắm con ơi. Chứ từ sáng nay giờ con chưa có ăn gì, con để bụng ăn pizza. Chưa ăn gì đâu nè. Tội nghiệp quá, đợi ăn pizza thì phải đợi thôi, chứ không phải chín nó mới ăn được chứ. Thôi nào nó chín. Khi nào nó chín nó sẽ báo động cho mình, nó nói chị ơi, chín rồi, lấy tao ra ăn thôi. Đang cầm mùa kìa, hay là nhìn. Cái gì vậy? Phải là được rồi hay sao vậy, bị chín? Chưa. Chúng mình cầm 10 phút nữa mà. Hả? 10 phút nghĩa là lâu lắm đó. Cho tới tối này luôn hay sao cho tới sáng mai luôn á. Nói giỡn chứ. Cho tới 10 phút nữa. Cái gì mà chạy tới sáng mai luôn mà trời. 10 phút nữa mà. Thế bây giờ mình kiếm gì mình ăn trước ha. Dạ. Đây, ăn ngón tay. Đau quá. Bây giờ thì sao giờ phải nhìn nói. Các bạn ơi, sắp được rồi. Các bạn qua đây xem với mình nè. Đi lên nha. Nè, các bạn có nhìn thấy pizza không? Pizza đây này. Nè, các bạn có nhìn thấy không? Nó thành chín rồi đó các bạn ơi. Thơm quá. Thơm quá các bạn ơi. Mày chia ơi, giờ lấy ra được chưa vậy? Giờ lấy ra. Đây. Đang nóng hổi đây. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy pizza không? Ủa, cái pizza sô-cô-la là sao nó chạy rồi ta? Sô-cô-la nó phải chạy ra chứ. Nó chạy và nó còn dính nhau nữa. Toàn bọt. Quá. Vậy bọt. Mà cái gì á? Ơi, các bạn. Chỗ này nó phồng lên nè. Nướng sao nó phồng lên. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ăn 4 loại pizza. Còn nếu mà mình ăn 4 loại pizza này á thì mình phải cắt một trái
nhà quay. Mà nói nếu mà tới màu đỏ là mình sẽ không được ăn, chỉ có mấy màu này thôi á là mình được ăn thôi. Nên bây giờ mình sẽ ăn thôi nha các bạn ơi. Khoan khoan, để bà Chí có quy định như vậy nha. Ok, bây giờ màu đỏ là không được ăn rồi, cái gì? Dạ. Màu tím là sô-cô-la. Nếu màu tím này cũng là sô-cô-la luôn. Màu xanh này á, hai cái màu xanh này là hai miếng bacon với lại fromage cheese ở đây. Còn với cái màu xanh này, cái màu này á là hai miếng này. Và còn màu cam á được hai miếng cheese luôn. Nói chung ok. Chỉ có một màu cam thôi. Ừ, màu cam là gấp đôi, ok. Bây giờ ai đi trước nè, bây giờ con tôi sẽ đi trước nè. Mà chị thèm quá, chắc phải anh đi trước được. Con tù xì ra cái gì ra cái này. Con tù xì ra cái gì ra cái này. Yeah. Con chưng nè. Giờ mình thích ăn gì ta? Thích ăn gì? Quay gì ta? Quay quay cái nào đây, ăn được cái nào đây, ăn được cái nào đây, hai miếng luôn không, hai miếng không, hai miếng không, hai miếng không, hai miếng à, hai miếng, yes sir, ăn được hai miếng các bạn ơi. Hoặc là ăn thẻ, hoặc là ăn thử miếng đó, hoặc là chưa, hoặc là ăn mất tiền của con luôn. Quá các bạn ơi, hai miếng luôn hả? Một miếng như đó, hai miếng. Dạ quá, được ăn hai miếng rồi đó. Không, con ăn miếng. Cho con ăn miếng nha. Ồ. Ồ. Ăn đi, bỏ tay hết vô đi. Rồi. Ngon không? Ngon. Ngon không? Ngon lắm ạ. Ngon lắm rồi, nếu em biết. Ừ, này là bốn loại chi nha. Đúng rồi. Ừ, bốn loại chi nó đầy đủ mùi vị luôn. Nếu bạn đang quay nha. Không chú, để bên dưới anh không đáng, người con thèm chút xíu nè. Không, cái gì anh thèm đâu. Nào, đợi chút xíu đi, chút xíu. Ừ, cái anh thử miếng rồi, nó đợi nó rồi. Ăn thèm. Ừ. À, để dành cái này à. Con quay đi. Bíp. Màu đỏ. Màu xanh này. Sô-cô-la. Sô-cô-la. Sô-cô-la sẽ là ngọt đấy. Cái này đặc biệt nha các bạn. Chắc ngon này, ngon này. Sô-cô-la. Mời các bạn. Đúng rồi, thích ý của Sachi vào sô-cô-la. Quá các bạn ơi. À, được ăn thử à? À, được ăn thử không? Một sô-cô-la. Sô-cô-la trắng, sô-cô-la đen. Sô-cô-la nâu. Sô-cô-la nâu nữa. Sô-cô-la nâu là sô-cô-la sữa với là sô-cô-la nó trộn với nhau. Mà sô-cô-la nâu nha. Ngon quá. Bánh này nè. Tao phải chặt thêm một miếng sô-cô-la này nữa. Không, cái miếng này là miếng sô-cô-la bên đây. Cái này là nhìn lên mà chỉ cần muốn ăn nữa mà còn quay nữa mà. Ông ăn thì ông ăn. Quay nha. Quay nha. Ý, con đụng vào nó chạy luôn. Xong chưa? Ăn nhìn lên. Mà ăn đậm đậm ngon ngon đếm chứ. Thưởng thức hả? Nhưng mà người ngồi không ăn gì không được thưởng thức. Ăn bacon. Chọn bacon đi. Đây.
bây giờ ôi nhìn sô-cô-la nữa hả? Sô-cô-la của cái bên cạnh đó mà. Ngon quá. Nhầm nhầm. Nhầm nhầm. Nó còn có bay chân nữa. Mà ăn đúng cái miếng bay chân quá. Thơm không? Bay chân là phải thơm nè. Phải giòn nè. Ngon. Cây nó mềm. Cái mùi dai nó. Vậy hả? Ngon khé. Nó có cái chốt nữa. Các bạn đã nhìn thấy cái chốt ở đây không? Đó. Ngon quá. Đông nó đây luôn. Nó cứng, nó giòn nữa. Mấy cái nó mềm rồi, nó dai. Con cứ quay đi. Quay nha. Quay trúng sô-cô-la. Sô-cô-la đi, sô-cô-la đi, sô-cô-la đi. Cái này là gì? Sô-cô-la. Được sô-cô-la rồi. Sô-cô-la ngon nhé. Nó đang chảy ra nè. Sô-cô-la ngon nhé. Con rất thích sô-cô-la. Bữa nào mua một loại đếm đều ăn nhé. Con phải cho má ăn thử nữa chứ. Rất là ngon. Đi ra sô-cô-la cho má ăn thử không? Cái chi không? Sao chi còn nhớ pizza từ đầu nó ra không? Sao chi bị từ nhớ với từ đâu từ nước nào không? Nước Ý. Ồ, còn nhớ hả? Nước Ý phải không? Nước Ý à, xuất phát pizza là pizza nó từ đâu nó ra, tại vì pizza là cái những cái đồ ăn người ta còn thừa lại hôm trước. Hôm sau cái người ta giục đi thì uổng, người ta làm cái bánh. Người ta bỏ lên chén xong người ta bỏ vô nướng. Đó, trở thành cái pizza. Bây giờ pizza có vòng quanh trên thế giới rồi, mỗi chỗ 1 triệu rồi. Bây giờ nè, có luôn cả pizza sô-cô-la luôn nè, thấy chưa? Còn chỗ nào cũng bán thì sao vậy, hay là chỉ có một chỗ này nó bán thôi. Chỗ nào cũng bán hết rồi. Ừ. Còn đây nó ăn cái loại gì vậy? Ừ, tay nó lại đủ loại hết, cái gì nó cũng ăn hết. Bên đấy là nó chọn. À, nó chỉ chọn. Nó chọn những cái gì mà... Bây giờ anh vô tiệm pizza, anh chỉ chọn. Anh chọn cái gì con muốn bỏ lên trên thì nó cũng lấy thôi. À. Có nhiều ấy mà pizza. Nếu như là bên chí làm xong rồi thì con chọn cái pizza sô-cô-la, con chọn cái pizza này thì chí chỉ nó lên thôi à? Ừ, đúng rồi. À. Ừ. Đừng, đừng, đừng ăn đi. Ừ. Cái này là cái gì, màu xanh này là cái gì nhớ không? Bacon. Bacon nữa hả? Không phải là cái miếng này của con luôn nè. Miếng này của con luôn. Ừ, rồi ok, giữ đó đi. Ăn hết miếng này đi. Mình sẽ giữ lại miếng này, còn miếng này mình sẽ ăn lại. Ừ. Mày là còn miếng nữa thôi gì? Ừ. À, 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 màu đỏ rồi, không được ăn. Ồ, ồ, chờ con thôi. Ừ, chờ con thì con quay đi. Không,
Quay đi, quay đi. Quay đi cho ba chị ăn nữa. Đừng quay. Sô-cô-la. Hết rồi. Còn miếng này. Ừ, con ăn đi. Để dành lại con. Sô-cô-la. Hết rồi. Hết rồi, còn miếng này. Không, con. Ăn này đi. Sô-cô-la. Còn miếng này. Chụp con. Sô-cô-la. Cái này được 2 miếng. Chia cái này hết rồi. Còn một miếng của con. Ừ, còn một miếng của con. Sô-cô-la. Nó, cái này là cái này. Đúng rồi, vậy là chia đều. Chia đều. Và chia cái miếng này rồi. Rồi xong rồi các bạn ơi. Mình ăn thôi. Chia làm rồi, chia làm hai rồi. Bây giờ mình ăn thôi. Mình ăn thì các bạn nhìn thì cũng thèm phải không? Là thôi nha. Để cho các bạn thèm thôi, mình ăn tiếp đây. Ăn tiếp đây. Nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ bấm cho mình like nha. Bye.